Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Cái thằng máy em hôm nay có về thêm một động cơ Mitsubishi 4D56 nha quá anh chị em. Cơ này rất là cọp luôn, mới tinh luôn. Cái là mới luôn. Của anh chị em nào mà có nhu cầu sử dụng á thì ủng hộ cho em cái động cơ này ha. Cho nó quá xuất sắc. Cực kỳ luôn á chị em ha. Mấy dòng 4D56 này tua nhanh quá anh em. 65 ngựa, dòng tôi nó nghe nói 4,5 rồi đó. Em cũng ít bán mấy con này. Con này có mấy con đẹp quá tràn mua về bán luôn. Này đề 12 luôn á nha. Cái là dễ sử dụng. Cú đề 56 số máy. Đề máy nè, rồi. Hám cực kỳ quá nha. Nhét cái bơm lên mạnh lắm quá nha. Cái này bô kêu đã quá nha. Bô kêu cái đây anh. Máy chị em gu cực kỳ luôn. Cái này chờ lại cái nó đi. Để anh tư trước chạy hồi. Cái dòng 4D56 này mấy năm về trước đó, nó rất là nhiều quá anh chị em, nhưng mà dạo gần đây nó rất là hiếm này, tại ít có người anh ta sử dụng quá nhiều quá, mà máy nhập về thì ít đó, thì thế cho nên là máy về nhỏ giọt á, cho nên là nó rất là ít có, mà mình còn lựa những con mà nó đẹp như thế này nữa thì càng hiếm hơn quá anh chị em ha. Đa số máy tầm trung thì nó nhiều, còn mấy con mà nó xuất sắc như thế này thì rất là ít có quá anh chị em ha. Con xuất sắc như thế này thì ở trên chủ bãi người ta mua, người ta dựa lên người ta bán lẻ đó, cho nên mình mua lại mấy con này giá hơi căng lắm. Có chị em nào có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ giùm em cái động cơ 4D56 này nha. Em xin chào và chúc tất cả các chị em được nhiều sức khỏe, được thành công nha. Xin chào, em hẹn gặp lại video tiếp theo.